Chào các bạn. Mặc dù không phải là quốc gia xuất xứ của trà, tuy nhiên trà xanh đã trở thành một trong những thức uống quan trọng và góp phần làm nên văn hóa Nhật Bản. Với quốc gia nổi tiếng về trà đạo này thì việc uống trà đã quá đỗi quen thuộc và điều tất nhiên là số lượng và chủng loại trà cũng sẽ rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, phương pháp dưỡng sinh Osawa vốn xuất phát từ Nhật Bản đã chọn một loại trà xanh phổ thông làm thức uống cơ bản, đó chính là trà ban cha hay còn gọi là trà già 3 năm. Vậy lý do vì sao trà ban cha được chọn làm thức uống cơ bản trong phương pháp thực dưỡng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dưới đây nhé. Ở Nhật Bản, trà xanh chia ra làm 3 loại là Gyokuro, Sencha và Bancha. Trong khi Gyokuro và Sencha là những loại trà thu hoạch đầu tiên, thì trà Bancha được làm từ các lá trà nhiều tuổi hơn ở trên cây trà. Thông thường, trà Bancha có các loại trà 1 năm, 2 năm và 3 năm. Trong đó, phương pháp dưỡng sinh chỉ sử dụng loại trà Bancha 3 năm trở lên. Sở dĩ như vậy, vì Gyokuro và Sencha có lượng caffeine cao và tạo môi trường axit, mặc dù ít hơn cà phê, nên hai loại trà này chỉ được dùng để thưởng thức, giúp tỉnh táo thay cho cà phê, chứ không được dùng làm thức uống. Trà Bancha 3 năm, còn gọi là trà già 3 năm, là loại trà được thu hoạch từ những lá trà trên thân cây trà từ 3 năm trở lên. Đây là một loại thức uống dương tính được dùng làm thức uống căn bản của phương pháp thực dưỡng. Uống trà Bancha 3 năm thường xuyên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, làm da dẻ hồng hào, ngăn ngừa mụn nhọt. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy uống trà Bancha còn giúp tăng cường sức đề kháng, tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể và làm bớt thèm những thức ăn âm tính. Tùy theo tuổi của các lá trà thu hoạch là 1 năm, 2 năm, 3 năm mà trà Bancha có tên gọi tương ứng là trà Bancha 1 năm, trà Bancha 2 năm, trà Bancha 3 năm. Những lá trà từ 3 năm trở lên thì lượng caffeine rất thấp, gần như bằng không và có tính kiềm. Trong phương pháp dưỡng sinh Osawa thường sử dụng loại trà Bancha 3 năm trở lên gọi là trà già 3 năm. Trà già 3 năm là loại trà có nhiều dương tính và nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn so với các loại trà búp lá non. Do thời gian sinh trưởng lâu nên trà Bancha 3 năm có lượng caffeine ít hơn những loại trà khác. Tuy nhiên, bù vào đó nó lại chứa nhiều khoáng chất hơn và lượng tannin thấp hơn. Do lượng caffeine thấp cho nên có thể uống trà Bancha 3 năm vào buổi tối mà không sợ bị mất ngủ, và hương vị của nó cũng dịu nhẹ, không đắng hay chát như những loại trà khác. Trà Bancha 3 năm phù hợp cho những người thích uống trà nhưng lại sợ mất ngủ, những đối tượng không quen dùng chất kích thích, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Loại trà này rất dễ pha, dễ uống, giá thành lại không quá cao, nên phù hợp với mọi lứa tuổi và có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Uống trà Bancha 3 năm thường xuyên cũng có những lợi ích giống như uống trà xanh như chống oxy hóa, đào thải độc tố, lợi tiểu, giảm huyết áp, cholesterol, giảm stress, phòng chống ung thư, vân vân. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng uống 5 tách trà trong ngày sẽ giúp cơ thể hình thành hàng rào bảo vệ chống lại bệnh tật. Trong thực dưỡng, trà Bancha 3 năm là loại trà lâu năm nên có tính dương. Trà Bancha 3 năm giúp làm ấm cơ thể, giải độc, lọc máu, giảm mệt mỏi, căng thẳng, kích thích tiêu hóa, đồng thời có tính kiềm, cho nên có thể trung hòa được axit trong cơ thể. Ngoài ra, trà Bancha được dùng như một dung dịch sát trùng, dùng để tẩy rửa những vết thương, làm nước súc miệng và là dung dịch vệ sinh phụ nữ rất tốt. Trà Bancha ở Việt Nam được khai thác như thế nào? Đường lên suối Giàng đẹp mê đắm lòng người bởi sắc hoa đào, hoa mận, hoa ban bừng sáng trên những triền cao và cả những vườn hoa cải trải dài khoe mình trong sắc nắng. Nằm ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, suối Giàng được ví như Sa Pa, Đà Lạt hay Tam Đảo.
bởi khí hậu ôn hòa, trong lành, mát mẻ quanh năm. Nơi đây, chẳng ai biết chính xác từ khi nào, cây chè Suối Giàng đã bén rễ rồi trở thành cổ thụ trên non cao Suối Giàng. Cây tuổi ít cũng trên 100 năm, cây nhiều tuổi lên tới 300 năm và cả cây mới trồng. Búp non vẫn lên xanh trên những thân chè xù xì trắng mốc, bám chắc rễ trên sườn núi treo leo, làm nên cảnh sắc vườn chè cổ thụ độc đáo có 102. Trên những cây trà cổ thụ hàng trăm năm ở Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái, có nhiều lá trà già từ 3 năm, 5 năm hay lâu hơn nữa. Có những lá già có địa y mọc ở trên núi rất cao so với mực nước biển, cho nên khí hậu rất mát và ẩm, tạo điều kiện cho cây trà mọc khỏe mạnh tốt tươi. Có những cây còn có cả phong lan leo lên, mọc và ra những chùm hoa tím ngắt. Lá trà ở Suối Giàng rất to, có cái dài cả gang tay, và đặc biệt lá nào càng già thì càng dày và giòn, với ánh biếc ở trên. Lá non thì xanh nhạt hơn và cũng mỏng hơn. Lá trà hầu như không bao giờ rụng trừ khi bị sâu ăn, và điều này thì rất hy hữu, hoặc nó chỉ rời cành khi bị chặt đứt khỏi thân. Trà Suối Giàng nổi tiếng thế giới vì thơm ngon và tuyệt đối sạch. Nó chỉ có ở 4 nước, trong đó có Việt Nam. Là thức uống căn bản, có nhiều dương tính, là một trong những thứ trà phổ thông rất tốt cho sức khỏe, làm tăng lực, tăng sức đề kháng, làm khỏe người, chống mệt mỏi, giúp tiêu hóa tốt, làm kiềm hóa axit và tan mỡ thừa trong máu, làm giảm cholesterol, ngăn chặn các tổn hại ở não, điều trị rối loạn dạ dày, đau thắt ruột, đầy hơi, phong thấp, vân vân. Cách dùng: lấy khoảng 10 lá trà cho một người uống, tự điều chỉnh tùy khẩu vị, cho lá trà vào hãm cho đến khi nước trà thành màu vàng, hoặc dùng nồi đun sôi khoảng 10 đến 15 phút là uống được. Trà hãm càng lâu uống càng ngon. Một số cách dùng khác: trà ban cha 3 năm khi kết hợp với các loại thực phẩm dưỡng sinh khác như tương tamari, tương 3 năm, mơ muối lâu năm, từ 3 năm trở lên, bột sắn dây sẽ tạo thành những bài thuốc giúp phòng và trị được nhiều loại bệnh. Dưới đây là 5 cách kết hợp trà ban cha sử dụng rất nhiều và hiệu quả không ngờ, thường được dùng trong thực dưỡng. 1. Trà ban cha 3 năm kết hợp với tương tamari, tương trên 3 năm. Lợi ích cho các bệnh âm như thiếu máu, mệt nhọc, làm khỏe khi tim đập nhanh, giảm đau, giảm khát, giảm nôn ói, ngăn ngừa chóng mặt, ngất, hỗ trợ các chứng về đường ruột, đau thận, mệt mỏi, suy nhược thần kinh, vân vân. Cách làm: chuẩn bị sẵn 2/3 tách trà ban cha đang sôi và 1 muỗng cà phê nước tương tamari. Cho tách trà ban cha vào chén tương tamari đã được để sẵn tương. Nếu cần kích ói thì cho mặn hơn và uống nóng. 2. Nước gạo lứt rang nấu với trà ban cha 3 năm rất tốt cho tất cả các bệnh như ăn không ngon, nhất là cho người bệnh đã lâu ngày suy yếu, nếu bị lở khóe miệng, khô cổ, phân khô bón, khô khớp xương thì tạm ngưng dùng gạo lứt rang một thời gian. 3. Trà ban cha kết hợp với bột sắn dây giúp làm khỏe đường ruột, hữu ích đối với các bệnh như tiêu chảy, viêm ruột thừa. Ngoài ra, hỗn hợp này còn giúp trị các bệnh như viêm thanh quản, ho gà. Cách làm: cho 1 muỗng cà phê bột sắn dây vào chén và thêm 2 muỗng nước lạnh cho sệt. Pha hoặc nấu 1 tách trà ban cha bằng nước sôi. Cho 1 nhúm muối biển vào tách trà ban cha đang sôi. Sau đó lấy trà ban cha này đổ vào chén bột sắn dây khuấy đều cho đến khi bột trong. Dùng nóng và tránh gió. 4. Trà ban cha 3 năm với tương tamari, mơ muối lâu năm cộng nước cốt gừng có tác dụng làm kích thích tiêu hóa, giúp tiêu thực, giải độc rượu bia, thực phẩm, chống ung thư, giảm mệt nhọc, giúp lưu thông máu huyết. 5. Trà ban cha 3 năm kết hợp với mơ muối lâu năm. Trà sau khi đun, để nguội hoặc hơi ấm, sau đó dầm 1 quả mơ muối lâu năm cho 1 cốc trà khoảng 200ml. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm kiềm hóa cơ thể, chống mất nước, hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch đường ruột.
Với những công dụng trên, bạn nên thường xuyên sử dụng loại trà này thay cho các loại nước uống hàng ngày. Bạn nên tìm mua trà tại những cơ sở thực dưỡng có uy tín, bảo quản trà ở nơi khô ráo và thoáng mát. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.